Hi, welcome back to my channel. Start Critical Ice Cream One. Let go. Đây là tựa game Mông Bắn Kem và là một trong những tựa game khá hay và hot để các bạn trẻ yêu thích trong tựa game này. Ok, để các bạn cùng mình khám phá những tựa game này nha. Let's go. Going to kill some kids today. I'm looking for the chump plubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Let's go. Ở đây có vẻ là update tựa game này khá là mượt các bạn nhá. Rất đẹp và mượt luôn. Cảm giác tựa game sáng hơn và đi đứng rất là mượt. Và đây thì mình sẽ xem nào. Pau. Con Pau hôm nay là việc. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Let's go. Rồi sau đó các bạn sẽ cho đồng xu vào đây để lấy một khẩu súng. Dấu ly này thì các bạn sẽ dùng để phá cánh cửa sắt ở đây đâu.
Wow, rất sáng sủa luôn. Và đây thì các bạn sẽ đi lấy bình xăng thử đầy bình. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ quay về và cất vào trong xe. Let's go. Wow, ông ta đang chui qua đây. Và mình lại phải tránh ông ta. Yeah. Sau đó thì các bạn sẽ đổ cấp bình xăng vào trong chiếc xe tải này. Và tiếp theo đó thì các bạn sẽ tìm kiếm một vấn đề tiếp theo. Mình sẽ phải đi nào. Ở đây là một chiếc cầu và các bạn sẽ phải sử dụng chiếc cầu này để tạo ra một con đường. Let's go baby. Tìm một chiếc áo. Ok. Bạn sẽ tìm nhân vật Paul. Đây rồi. Chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Rồi và tiếp theo là yeah, ok. Đầu đổ xăng vào trên chiếc xe này. Rồi và mình sẽ sang tựa game thứ hai. I Grip You.
Về tốc độ hơi nhanh, mình sẽ chỉnh xuống một chút. Đúng rồi. Ok, và đây là tấm thẻ để các bạn vào ngôi nhà xem nào. Đó thì các bạn sẽ vào đây để trao đổi món đồ. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Sau đó thì các bạn sẽ lấy một món đồ ở đây. Đó là một hanger. Một chiếc cái này là gọi là gì nhỉ? Mắc cơ quần áo. Không biết gọi tên chính của nó là gì. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chuồn đi đường nào. Ở đây thì sẽ đi thông đến một ngôi nhà.
và các bạn sẽ phải lấy một món đồ trong đây. Cửa, cánh cửa này thì bị khóa từ bên trong. Let's go. Thì các bạn không thể nào có thể bẻ được khóa ở tựa này nha, bởi vì khi ông ta rơi một thứ, đó chính là một một bao diêm, thì các bạn mới là nhiệm vụ rồi. Thì ông ta đang bị lỗi đây, mình sẽ thử di chuyển chỗ khác để quay lại ra. Ok, let's go. Và tiếp theo là để xem ta đứng ở đường nào. Ông ta bị lỗi rồi. Trong tựa game này ông ta là bị lỗi. Ok. Rồi, vậy thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Akiba. Đôi lúc thì những update của máy móc hay những update của tựa game thì sẽ làm tựa game bị lỗi một chút, và các bạn sẽ phải chờ những nhân viên để có thể khắc phục được những lỗi đó, nếu không thì các bạn không thể nào có thể bẻ khóa được tựa game đó. Ok. Going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm
I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Let's go. Siglon, okay? Don't get the chop. I agree for. Of this case, okay. Cool.
mâm. Làm không. Năm không tám bốn, ok. Pink ice cream. Okay, let's go. The good to chill. Let go. Let's go.
Let's go. Let go. Và tiếp tục, các bạn sẽ phải đi tìm kiếm món đồ, tạo những món đồ. Đây không có gì cả. Mình sẽ đứng này xem. Có gì ở đây không? Oh man. Một hộp IQ. Còn gì nữa không nhỉ? Di chuyển, ok. Rồi, mình đã lên trên đây. Và đây các bạn sẽ có 20 túi rác để các bạn sẽ xử lý để cho anh chàng này phải lau bị tâm kính. Khi đó thì các bạn sẽ lấy được một món đồ. 1, 2. Anh chàng này đi. 3 5 6
Đây là một món đồ đây. Lấy cô. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ lấy một thứ, đó chính là một tay nắm cửa. Let's go. Công việc các bạn đã hoàn thành, bây giờ thì các bạn sẽ phải đi gọi điện để cho anh chàng kia tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok, let's go. Thank you.
Let's go. Tiếp tục tựa game tiếp theo, I Grip Six. Let's go. Thank you.
control. Let's go. Và tiếp tục mình sẽ đi xuống dưới. Fork này. Fork bên kia. Đây là cái gì? Ok. Cửa kia để ấm ở đó để có gì còn nhờ anh chàng kia xử lý. Đó, ok. Một thứ đã hoàn thành. Và bây giờ còn tìm kiếm một món đồ còn lại. Đây rồi. Problem.
There we go. Perfect. Well, I think this'll help you. Take it. Let's go. Jay, I'm still here. I'll do what I can. Let go. Charlie!
Soy vào tất cả đi chào. Ai kịp sửa vâng. It's so tight in this cage. Chuyển khá là mượt mà, đó nó phải như thế. Nhưng nọ thì mình di chuyển rất khó luôn. Vì sao? Bởi vì nó sẽ bị giật. Thì các bạn sẽ không thể tàn nào có thể gọi là bẻ khóa này. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà đỏ này. Nhà đỏ ra kia. Okay,
the generator is located inside a cottage to the north of the factory. Come ASAP. Over. I found this egg on my way here. Take it to its mom, please. Stop me now, little child. It's time to rest.